Dòng máy bơm bê tông mini Đông Phong là thiết bị hỗ trợ đắc lực cho việc vận chuyển bê tông đến các địa điểm cao khó tiếp cận. Sản phẩm này có gì nổi bật? Hãy cùng Lạc Hồng tìm hiểu ngay sau đây. Thông số sản phẩm. Máy bơm bê tông mini Đông Phong có hai phiên bản 7,5kW và 11kW, sử dụng điện áp 380V. Kích thước DRC của máy lần lượt là 1000 x 800 x 3000, trọng lượng khoảng 260kg. Thiết kế nhỏ gọn cho phép cả hai phiên bản dễ dàng làm việc tại các khu vực hẹp, hạn chế về không gian. Máy bơm có lưu lượng bơm từ 5 đến 6 mét khối trên giờ, chiều cao bơm tối đa đạt 6m. Anh chị cần lưu ý, sản phẩm chỉ có khả năng làm việc được với các loại sỏi có kích thước dưới 10mm. 2. Về cấu tạo sản phẩm. Máy bơm bê tông mini Đông Phong có cấu tạo tương đối đơn giản, bao gồm động cơ điện 100% dây đồng cho phép vận hành mạnh mẽ, bền bỉ. 5 ống bơm có thể tháo rời linh hoạt theo nhu cầu sử dụng của người dùng. Bên cạnh đó, bảng điều khiển gồm một nút ấn và một công tắc rất đơn giản để sử dụng. Ngoài ra, tủ điện được làm từ hợp kim chất lượng, chống va đập hiệu quả. Các phụ kiện như ốc vít, khóa kết nối dài dặn, tuổi thọ sử dụng dài. Máy còn được trang bị thêm 4 bánh xe BO giúp dễ dàng di chuyển trong cự ly gần. 3. Về ứng dụng. Máy bơm bê tông mini Đông Phong chuyên dùng để đổ cột, xử lý gia cố cho nền móng, hồ chứa, trạm thủy điện, cảng, bến tàu, đổ dầm sàn cho các công trình dân dụng, trang trại, kho xưởng. Máy phù hợp bơm và phun bê tông ở hầu hết các công trình vừa và nhỏ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng. Anh chị có nhu cầu hãy liên hệ ngay với Lạc Hồng để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.